À, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lương Phi. Vâng, thì ngày hôm nay Phi lại đến thăm cái trường hợp của hai cha con ông Dũng, ông Bảo quý vị. Thì hai cha con sống với nhau trong một cái ngôi nhà nhỏ, được xem như là người rừng như quý vị. Hai cha con sống trong ngôi nhà mà chất đầy rác với lại phế liệu. Thì hôm bữa Phi vô thì Phi cũng có nói chú là dọn bớt rồi, thì hôm nay Phi vô Phi xem lại thử chú có dọn dẹp nhà cửa hay không. Thì Phi cũng tìm hiểu mọi người xung quanh ở đây thì mọi người cũng nói là chú này là cũng có đầu óc cũng không có bình thường quý vị. Tiền chú giữ cũng không có được, tiền chú vứt chỗ này chỗ kia. Nhiều người đến để giúp cho chú sắm sửa cái này cái kia, rồi nói chú dọn dẹp nhà cửa, nhưng được một thời gian thì đau lại vào đáy quý vị. Hôm nay thì Phi đến thăm hai cha con chú, cũng có một số tiền nhưng mà Phi cũng không dám gửi tiền cho hai cha con chú, vì mọi người nói là chú đó không có giữ tiền được, nên Phi mới mua một thùng sữa Ensure để cho ông cụ uống quý vị. Đây, sẵn tiền đây thì Phi đọc luôn cái danh sách mọi người ủng hộ cho hai cha con chú. Có chị Nguyễn Thị Thanh là 200, em Nguyễn Thiên Kim ở Hồ Chí Minh là 300, anh Nguyễn Bảo là 1 triệu, cô Nguyễn Thị Hóa là 1 triệu, tổng cộng được 2 triệu rưỡi quý vị. Phi mua 5 lốc sữa Ensure là hết 1 triệu quý vị, còn 1 triệu rưỡi là chắc hôm nào Phi ra Phi mua sữa tiếp cho ông. Ông quý vị cùng Phi vào thăm hai cha con ông nha. Cái đường vua này cũng hơi khó đi quý vị ạ. Dạ. Phải không chú? Dạ, phải. Phải hả? Dưới nè. Đây, cái bé mà dở nè. Cái bé mà dở. Không có phải không? Phải chứ. À. Không ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Không ngủ hả? À, ăn rồi. Ngủ không? Cái này là cái đó chú, là cái này là ông thấy nó rồi không biết gì trời. Câu áp được phải mới về hay sao? Là đang ông thấy nó là thấy nó cũng thấy á. Ông ngồi là cho nó đồng biết. Đấy, mua thùng sữa Ensure cho ông ngay. Dạ. Thì để ra đây. À, cái dao nó lại nè, nó là chú rồi đó, vậy là chảy, là chảy gì nữa, thì ổng lắp đâu đó. Cắt cảm ơn. Để anh vừa nữa hả? Không, nó cộng mời ai. Hả? Thành tôi lò ranh lắm, là nó mò là ca, đây bắp ở đâu điện ông màu đó. Thành tôi mất mở lúa, bê lùm ra, cành lúa, mất mở đồ, mà có đường đứa mò nè. Không được đúng không ấy, cái lần nữa anh em mà nó bá mà trả đầu số trả đó được số người còn phúc bài vậy không biết đâu phúc bài là được không phúc bài nếu ông thầy cho mãn đưa lại anh ra phúc bài anh đông gạt thầy ra là thằng con ta có cẩn thận nó không cần giấy tờ thì tao chứ đoạn đi không biết đâu được
À, để đi đi trong quán hả? Dạ. Dạ, đó là rồi đó là được áo xem. Rồi là bên này về được rễ, thành là mấy chó giúp đỡ cho được. Uống sữa? Sữa, cái lỗ của mình. Nó ngồi đây không được. Ngồi được. Hả? Không được. Không được hả? Sữa đó. 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 Còn à. Cụ này là không thấy đường quý vị. Ôm. Sữa. Ôi. Tàn gió nhẹ nhẹ đâu sữa lận. Hả? Sữa. Có miệng à. À. Nè chú, cắt anh đi xíu cho ông uống thì. Không được uống là cái trên đi nè, không thấy cái trên đi đâu. Hả? Được uống là cái trên đi nè. Không được uống là cái trên đi nè, cái đũa đi nè. À, đũa vô trên đó kìa, muốn hả? Nước trà. Nước trà. Trà đó. Cái đó em nói chó thì đâu nào đâu ốm à, rồi nhưng anh lấy rồi ra rồi nữa ra chỗ nghề còn nhiều biết đây là cơm của chú, cơm chú đã chú rồi chú ăn chưa rất là... chưa ăn cơm hả? À, đó là hai mà đang bới bới cơm đó mà chưa ăn hả? Chưa ăn đi nhà bà hà có đó cái kỹ gì ra ăn cơm đi chứ để cơm nó chạy bới ra mà không ăn. Ăn chứ. Ăn đi. Lấy ăn đi. Bà hào bé ơi kìa. Còn dám bán thì dám bán. Còn đục bó chứ bà không rồi. Còn đục bát chứ là cái ngà nó đông rợ. Hôm đó, này bé ăn tại giờ. Không nói biết cả ngày ra chứ. Ăn lại rồi bát qua bát chứ là. Hả? Biết nuôi đâu. Nước miếng rồi. Một ít. Ừ. À, không nói biết cả ngày ra hả? Ừ. Cái đất là ngoài rãng của bộ. Nó ra. Còn ăn trong dùm bôi gió ra được. Không ăn cái được không chú? Không ít lắm. Cái đây về đồn nhỏ á rồi. Ăn ít quá hả? Ăn được tráng cơm không? Rồi bọn nó mới rồi mình ngát thì ngát tay ngựa rồi. Bữa nay chú có đi lượm chơi bao nữa không? Đó. Còn bên đây bà Hà đó. Ngát ngựa quá. Không lượm hả? Ít ngựa nghỉ. Hả? Nghỉ. Sao nữa? Bên đây nghỉ hả? Ra nghỉ. Chưa nhận luôn. Ừ, anh đi đi miết là lao nghỉ bữa hả? Còn bé đó là anh ơi. Nhận cá rầm rổ cần á. Bá anh ra đây, bá anh tái ra đây là nhận cá bò là cái gì đó? Sổ đây, sổ nhận ấy, nhận tiền nữa. Sổ cháu rồi. À, có sổ nhận tiền luôn hả? Rồi cái đó cũng là á, rầm rổ cần là như vậy đó. Đó, vậy là là ai có bọn trả ai rồi đó là cái dấu nó ngà bữa rồi. Bao nhiêu đây? Đó vậy rồi. Thầy có không thứ tiền. Một tháng là được còn dao, thổ dao đó. Đó, tôi đừng có gần dưới cành đó. Đó là một cà rèn đó. Khóa con thỏ á. Con rõ thì cầu nước á. Cầu nước ái với bà thằng. Một tháng là hơi cho con được 1.800.000 đó là 140 nữa nè, tiền khốt nè. Cái này là khốt nè, 140 là khốt. À, 180. Một tháng là 180 hả? Không 180, cái này là khốt. Còn ghi đó nè. Ghi nó bèn rồi nè. Bèn nè. À, bao nhiêu đó biết không? Cái này là 3 triệu nè. Phải 3 triệu không? 3 triệu đó. Ở đâu nhận tiền gì đây, lấy tiền nó cua thế nè. Mua đồ ở chợ. Hả? Mua đồ ăn chợ. Mua đồ ăn hết là hả? Phải không? Tiền lên đây phải không? Cái hỏi đó là mà là ăn này ăn rất là đúng không mà. Ăn rất là nhất. Tiền để trong đây hả? Cái gói lại nữa nói là. Không được tiền lãi không nè hả? Dạ. Cái là lại cái gì đó là lại.
Vậy nữa con nói chú dọn hết mấy cái đồ này mà đang chú không dọn hả? Dọn chứ. Hả? Dọn chứ. Dọn mà đang chị cũng còn đây. Cái nó để lại đựng nước rồi không? À, này đựng nước chạy quá trời đồ lon tre tùm lum đây nè. Kêu dọn hết chuột lấy cái rừng cho nó mà. Kêu đẻ đó ra bé con bán dữ nè. Thấy hồ cá nè. Nước đồ không chứ lấy đồ đựng. Có lấy ăn cái mòn rồi. Đi đựng lúa rồi lấy là có đựng cỡ hờ kém kế không ro chứ dễ gì. Cái thằng đó này là cái này tốt một mấy đợi rồi cậu lên được đưa ra à chọc quá tâm bây giờ cái ghê cho người ra đổi rồi bữa đồn đó quá ghê nữa cậu nói liên thiên cả ngày quý vị cậu ông hót này à, ông đòi cho từ đó à, tôi trả ông à bữa đó chồng ngày làm cái dạ là ông ngờ không kẹo gà nuôi nhiều ra hả cháu? Bây giờ con thịt không? Có ăn thịt không? Ăn chứ. Ừ, có làm thịt ra không? Thái còn mới ở dưới đó để nhóc tùm lum ở dưới. Đó, con lấy. Chứ mà bắt lấy về bỏ đồ ta. Bỏ lấy về bỏ đồ ta. Mừng thầy. Ăn nhà bà ăn là ăn bò. Ăn ngò ra giấc bò bò, rồi nam bò đó. Đó, rồi đổ à. Mì tôm chắc đầy đó hả? Đó. Cậu bao đồn ta á, có một trong bà mà. Má cho một mình đồn ta là đổ. Mình cây mấy chi đó? Ừ. Hả? Chắc vậy ra rồi, vậy ra mua ăn chợ đó hả? Đường. Ăn cơm với đường hả? Đường với lại cho cái chi mà thấy đen 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 đó. Mì tôm. Mì tôm với đường hả? Ừ, ăn cơm. Chú ăn cơm với mì tôm với đường quý vị. Chú đang không đi mua có mà thịt gà. Ít đi lắm. Ít đi lắm hả? Chú có bộ đồ mình đẹp kia đó cháu. Ừ, cái quần của chú như cái vái rồi đấy. Giờ cái đó hả? Là gần á. Đang kiếm đồ mà mới mặc cái đang mặc đồ nhà nhìn thấy cũ ghê đó. Tao có đồ mới. Đồ cắt đây nó kìa. Cậu bác nói cậu bày sao ngà bữa ấy rồi bữa ấy. Cậu bác bày giếng rồi. Bày giá ở ngoài đó. Tối ngoài đó giá là được. Quý vị thấy một khẩu trang mà chú cũng lượm về không biết chú lượm làm chi đâu quý vị. Chú gặp cái gì chú lượm cái nói. Đây khẩu trang này. Khẩu trang treo này. Khẩu trang người ta xài rồi người ta vứt rồi chú nhặt về quý vị. Thì chú giữ tiền có được không? Được chứ. Giữ được hả? Thì con gửi cho chú tiền này. Ông có ăn ăn cái gì thì chú mua cho ông ăn này. À. Mua thịt mua cá thì cho ông ăn. Con gửi cho chú 1,5 triệu nghe. À. 1,5 triệu. 1,5 triệu với lại mua 1 triệu tiền sữa là 2,5 triệu. À. Tờ này tờ máy chú biết không? Tờ 5,000. Tờ này. 5,000. Tờ này. 10,000. 10,000. Tờ này. 20,000. 20 hả? Tờ này. Tờ này á. 50,000. Máy. 50. 50 hả? Tờ này bao nhiêu? 20,000. Thế ra mà. 200,000. Dạ chú đếm là thử. Chú đếm là thử bao nhiêu đó. Đếm đặt lên, đặt to lên. 200, 400.
6 trang, 8 trang, 10 trang. 10 trang hả? Thì cho hết tờ, 4 tờ nè. Tờ này nè, đây nè, 2 trang nè. Rồi, đặt lại đi. 4 trang nè. Rồi. 6 trang. Rồi. 8 trang. Rồi. Với 2 trang là 10. 10 hả? 10 là 1 triệu đúng không? Đó. 10 trang chứ. Thì 2 trang là 10. Rồi, đúng rồi. Cái này là triệu hả? Triệu hả? Tư. Triệu tư. Đó là 1 triệu hơi chọc nè, 1 triệu hơi chọc nè, 1 chọc nè, hơi chọc nè. 1 triệu tấm chọc nè, đó. Đã chọc nè, rồi cho tấm chọc, chiến chọc 1 chọc 100 nè, hơi tiền móc nè, móc nè. Đủ chưa? Đủ triệu rưỡi chưa? Đủ ơi. Đủ ơi hả? Giữ được không? Dạ được hết chứ. Rồi, không đừng để dục lung tung mắt nha. Dạ. Có mua cái gì thịt, mua cá, mua thuốc cho ông thì mua cho ổng hỉ. Dạ. Ông bữa nay là ổng nằm là ổng nấu miếng đó hả? Ít nấu đó. Ít nấu hả? Chắc là nãy giờ con vô con nghe ổng nấu miếng nữa. Thì ổng nấu đồ đây đó, nó mặc bò đồ đó hả? Chụp tiền cắt trong đây hả? Dạ. Còn nhiều không? Lấy con cua thế nè. Lấy con cua thế còn nhiều không? Dạ. Ừ. Có nhiều không? Nghiêm kỹ ghê vậy. Hôm bữa đi chợ đó mà về em chứ không được mất. Hôm bữa là có chị kia vô thăm chú không? Có chiếu, có mùng, có mình rồi là có tặng cho chú đúng không? À. Đúng không? Đó, chị đó là hửa con đó, là con chỉ nhờ chú là chị vô đó. Có nhiều người vô không? Hả? Có ai đang nhận phước, chú vô. À, nếu là cũng có mấy người vô thăm cho quà đúng không? Ừ. Ghê vậy. Thôi, con về. Dạ. Người đang nó bùng bùng đó hả? Ê. Cho tiền mà đang nó bùng bùng đó, cười lên chứ. Dạ. À, chú, mà đang khẩu trang chú đem gì làm gì nữa? Dạ. Ê. Đi về rồi đeo, chứ nó lấy đâu, về rồi đeo. Thôi đừng có đeo, đừng có... Cái này con nói này, cái này đừng có lượng, cái này là họ dục, là có bệnh trong đó, đem về là mong bệnh đó. Dạ. Yeah. Nghe. Dạ. Yeah. Chứ đừng có lượng với nó nữa nghe. Dạ. Yeah. Đừng có lượng nữa nghe. Dục khác nghe. Đeo vô là mong bệnh đó nghe. Thôi, Phi xin tạm dừng clip ở đây. Phi cũng xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con chú Dũng và ông Bỏ. À, một lần nữa Phi xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào clip tiếp theo của Phi. Bye bye mọi người.